Hi, em xin chào tất cả các chú anh chị đang xem trên kênh của em ha. Thì cái buổi chiều nay em cũng định đi ra ngoài công viên Lá Thiêu á, quay những cảnh câu cá về cái buổi chiều cho tất cả cô chú anh chị xem. Thì cái buổi chiều ở ngoài công viên Lá Thiêu đó thì tất cả cô chú anh chị ha đến câu rất là nhiều luôn. Em cũng định quay những mấy em hot girl rồi với những mấy anh hot boy cho cả nhà mình xem đó. Nhưng mà cái buổi chiều vừa tính đi xong cái chỉ mưa ở cả nhà đó, và đặc biệt nữa thì em cũng mới mua một cái bờ lo Bluetooth cũ ha, cũng rẻ lắm, nhưng mà không ngờ em tưởng ban đầu ra hát được đó, thì em cũng mua nhưng mà không ngờ cái kết quá đau lòng đó cả nhà. Em cũng quay lại cái lo và Bluetooth cho cả nhà mình xem đó, ngồi mà cứ suy nghĩ tự động cái mình mua cái lo và Bluetooth đó, rồi tự động cái nó hư ngang luôn cả nhà đó. Mà khi mà em mua thì nói chung ra là lên đèn thì em cũng thấy bờ Bluetooth nó cũng hoạt động đầy đủ luôn em. Rồi mấy ngày trước thì em đem ra thợ để cho làm cái đường bà Bluetooth, nó nhận bà Bluetooth đó. Khi mà mình kết nối máy á thì đi ra kiểm tra thì là cái bà Bluetooth bị hư á, thì cũng thợ nói là phải thay cái bà Bluetooth á, còn cái công suất thì vẫn hát bình thường. Thử lên hát cũng vẫn bình thường luôn. Thì qua ngày hôm sau cái gọi nghe thợ gọi điện nói là giờ chết công suất luôn đó, thì em cũng quay cái lo cho tất cả cô chú anh chị xem đó. Đây là cả nhà, nói chung ra cái lo này cũng là lo xịn chứ không phải là lo hàng dỏm đâu ha. Cái lo này là nó có thương hiệu đàng hoàng luôn á cả nhà. Nếu mà tính ra, nếu mà lo mới với ở ngoài bán á, thì cũng tầm khoảng tầm 3 triệu trở lên. Nghe rất là hay luôn. Em cũng quay cận cảnh cho tất cả cô chú anh chị. Ai ơi tưởng vô mánh mua được cái lo bò Bluetooth rẻ mà gặp hàng hãng nữa. Nghĩ là quá tuyệt vời luôn, nhưng mà không ngờ cái kết đau lòng lắm cả nhà. Thì cái lo này em đã sửa xong hết rồi, nghe nhạc rất là hay luôn mà chạy ra tổng thể luôn là 900.000 cả nhà. Thì ban đầu em mua là 500.000 đó, thì tưởng về là hát được ha, nhưng mà không ngờ cái kết thêm 400.000 nữa, đại ra thì cái này là 900.000. Thì nếu mà theo giá 900.000 thì cũng được cả nhà. Thì nếu mà cái giá mà 900.000 thì so với mình mua cái đồ cũ thì giá này là cũng quá rẻ rồi. Mà gặp cái lo thì là lo hãng nữa, lo hàng hãng nữa. Thì nếu mà theo em mà cái lo này mà mình mua cũ lại á thì nó cũng phải tầm giá 1 triệu mấy đó, cũng khoảng tầm cũng 1,5 triệu, 2,6 triệu, 7 triệu gì đó á. Mà nếu mà mua gặp mà cái lo cũ á, mà tầm giá 1,6 triệu, 1,7 triệu đâu á thì nó cũng không còn đẹp như vậy đâu tất cả cô chú anh chị, mà cái này vẫn còn đẹp luôn. Nhưng mà em tưởng là hôm nay là ngon lành ha, mua được cái lo 500.000 thôi đó. Không ngờ cái cũng phải lò ra thêm 400.000 nữa đó. Em ngồi anh suy nghĩ tự nhiên là mua 500 phải tốn 400 nữa đó, thôi nhưng mà dù sao đi đi nữa thì cái lo cũng đã hoàn chỉnh. Nếu mà mình mua đã bị hư vậy rồi mà mình không làm nữa thì chẳng khác nào mà 500.000 mình giục thùng rác, đúng không?
Thôi quyết định thôi thì em cũng phải bỏ ra 400 ngàn nữa. Còn ở ngoài anh sửa chữa điện tử lỗ cái bờ Bluetooth tự động của tất cả của chú anh chị phải thay luôn cả nguyên dàn bo thay luôn nguyên dàn bo thì nó gồm có công sức bờ Bluetooth đi theo luôn. Thì thay là thay nguyên cái dàn bo này là cả nhà. Thay nguyên dàn bo này luôn. Thì hồi lúc đầu á, là cái dàn bo này vẫn còn hoạt động chỉ cái lo bờ Bluetooth này nó hư thôi nó là có cà chớp đèn á, tất cả các chú anh chị, mà khi mà nó hư nó vẫn chớp đèn mà nó không kết nối bờ Bluetooth được thì nó sẽ tắt đi, nó sẽ ù xì thôi thì khi mà đem ra thợ thì thợ kiểm tra nói là hư bờ Bluetooth thì phải mua cái bờ Bluetooth tự động mình gắn vô là mở Bluetooth là nhận luôn. Không ngờ cái khi mà cái anh thợ ảnh mua về cái buổi sáng đi mua rồi buổi chiều về gắn vô rồi xong cái công sức này chết ngắt, nguyên dàn công sức là chết ngắt đó. Thì ảnh phải lỗ cái lỗ lỗ tiền mua là cái bo khiển và Bluetooth thì ảnh phải mua lại nguyên cái dàn mặt này nè, đó là nó có dính liền luôn vậy luôn đó. Thì chỉ có bù là 400 ngàn thôi đó. Thì ảnh cũng lỗ công cán đi rồi lỗ luôn cái bo khiển và Bluetooth đó. Thì thấy ảnh vậy thôi em cũng chấp nhận thay luôn đó. Rồi để em mở kết nối cho cả nhà mình nghe ha, nghe rất là hay luôn, nghe rất là đã luôn cả nhà. Đó bây giờ thì em sẽ mở nhạc không lời giai điệu quê hương ha, cho cả nhà mình nghe. Đó, giờ em kết nối sẵn rồi. Thank you.
cũng vì cái lo mà hôm nay em cũng không có đi quay review ở công viên Lê Thiêu cho tất cả cô chú anh chị xem được. Thì nói chung ra thì cái lo nghe cũng rất là hay, cũng rất là ổn ở cả nhà ha. Nhưng mà con cái là đắng lòng nhất là mua 500.000, tưởng hôm nay vô mánh mà không ngờ bị nói chung ra là phải tốn thêm 400.000 nữa, thì tổng thể là cái lo là 900.000. Thì thôi dù sao thì mình mua rồi, nhưng mà mình cũng vẫn bỏ tiền ra làm lại, chứ còn mà không làm lại thì cũng như là một cái gọi là phế thải rồi cả nhà. Thì cái lo thì em cũng vừa mới mở cho cả nhà mình nghe. Nếu mà cô chú anh chị thấy mình mua quá rẻ, mở quá hay, sửa chữa lại ok hết, thì cả nhà nghe âm thanh như thế nào thì có thể để ghim những lời bình luận ở dưới video phản hồi về cho em ha. Đó, thì em hẹn cả nhà mình ngày mai thì em sẽ quay lại công viên Lá Thiêu, quay những cái cảnh đẹp tất cả anh chị đang câu cá giải trí vào cái giấc buổi chiều. Nhưng mà nơi công viên Lá Thiêu ha, tất cả các chú chị, không phải là vào ngày cuối tuần thứ bảy chủ nhật đâu ha, mà xuyên suốt luôn, từ thứ hai cho tới ngày chủ nhật lúc nào cũng có tất cả cô chú anh chị đến để giải trí và câu trong những ngày làm việc, rồi ra đó ngồi câu tí nữa rồi đi về, rồi sáng hôm sau thì phải vào cái công việc mới. Thì đó, em cũng xin giới thiệu về vấn đề đôi nét về phía công viên Lá Thiêu cho tất cả cô chú anh chị. Nhưng mà đặc biệt một điều nhất trong cái công viên Lá Thiêu đó là có đầy đủ phố ăn uống luôn. Những cái món ăn ẩm thực Âu Việt đều cũng có hết. Có cả quán cà phê ha, ngồi dọc hai bên cái bờ kè tất cả cô chú anh chị. Rồi anh nào mà muốn đi câu mà giải trí mà vừa ngắm hố cơ luôn, chỉ có ở công viên Lá Thiêu. Đó, thì em cũng nói về địa điểm cho tất cả cô chú anh chị xem luôn. Thì đó là những nơi mà tập trung nhiều cô chú anh chị xa quê hương đến Bình Dương lập nghiệp. Rồi hẹn cô chú anh chị cái video tiếp theo của em vào ngày mai nha. Bye bye.